Thánh tích quý giá của Thánh Pio năm dấu. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, tổng cộng 6 thánh tích của một trong những vị thánh nổi tiếng thế kỷ 20 đang được đưa đến các nhà thờ và giáo xứ trên đất Mỹ nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Ngài. Vào năm 1947, giọng ca tenor vĩ đại của Ý Beniamino Gori đã xuôi nam để gặp gỡ một linh mục dòng Francisco, người nổi tiếng với những phép lạ. Khi tiếp xúc, cha Pio đã nói với ngôi sao opera nổi tiếng hàng đầu trong thế hệ của mình rằng họ của ông nghĩa là tinh khiết theo tiếng Ý, không phù hợp với trái tim của ông này lúc đó. Vị linh mục khuyên ca sĩ Gali hãy tôn trọng sự thiêng liêng của hôn nhân, và kể từ đó hai người trở thành bạn thân. Khi qua đời năm 1968 và được tuyên thánh năm 2002, cha Pio xứ Petrosina đã trở thành một trong những vị thánh công giáo được nhiều người biết đến trong thế kỷ 20. Vào lúc sinh thời, vị thánh được nhiều người yêu mến được cho rằng có thể thực hiện các phép lạ như bay lên, chữa lành bệnh tật, đọc được suy nghĩ và phân thân ở hai điểm khác nhau. Kể từ khi Ngài được Chúa gọi về vào năm 1968, nhiều ơn lành khác nhờ lời truyền cầu của Ngài đã được các tín hữu kể lại. Qua lời cầu nguyện, Thánh Pio năm dấu vẫn tiếp tục giúp hàn gắn những nỗi đau lớn về thể xác lẫn tinh thần, và thông qua thánh tích, Ngài có thể cùng lúc hiện diện ở nhiều nơi. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cha thánh và 15 năm sau khi Ngài được tuyên thánh, các tín hữu Mỹ vô cùng may mắn khi có thể tiếp cận được một số thánh tích cấp 1 của Ngài. Thông thường, để được xem là thánh tích cấp 1, di vật để lại phải có một phần cơ thể của vị thánh, chẳng hạn như xương cốt. Những thánh tích được trưng bày tại thành phố Mỹ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, bao gồm găng tay không ngón của Ngài, những lớp mài từ dấu thánh, gạc bông dính vết máu, một lọn tóc, áo choàng và khăn tay xuống mồ hôi trước khi Ngài tạ thế. Đây cũng là chặng hai của chương trình thánh tích đến gần với tín hữu Mỹ trong năm đặc biệt này. Với chặng đầu từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 5, nhờ vào sự tài trợ của Quỹ Thánh Pio trụ sở tại New York. Chào đời ở miền Nam nước Ý vào năm 1887, với cái tên Francisco, Ngài đã bày tỏ mơ ước trở thành một linh mục khi mới 10 tuổi và gia nhập dòng Francisco 5 năm sau đó, đổi tên là Pio. Ở tuổi 23, thầy Pio được phong chức linh mục và sống cuộc đời bình dị, lặng lẽ, nếu không xảy ra những sự kiện bất ngờ sau đó. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1918, lúc 31 tuổi, trong lúc nghe tín hữu xưng tội, Padre Pio phát hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy sự xuất hiện dấu thánh, những vết hằn trên cơ thể, đau đớn và chảy máu ở các vị trí tương tự vết thương chịu cổ hình của Chúa Giêsu. Hiện tượng này tiếp diễn suốt 50 năm, cho đến ngày Ngài mất. Theo một số nhân chứng, máu chảy từ các vết thương tỏa mùi thơm giống hương hoa, và dù máu không ngừng chảy, chỗ vết thương không bao giờ bị nhiễm trùng. Mọi người nói rằng Ngài phải mất đến nửa lít máu mỗi ngày. Theo ông Luciano Lambonaca, chủ tịch Quỹ Thánh Pio, những vị thánh khác cũng từng mang dấu thánh trên người, như Thánh Francisco thế kỷ 13. Ông Lambonaca cho hay, bất chấp những vết nhục hình xuất hiện thường trực trên cơ thể của cha thánh Pio, khi là thế, da của Ngài không hề có vết thương nào, như thể da của trẻ sơ sinh. Trước những lời đồn ác ý cho rằng những vết thương trên do vị linh mục dùng axit carbolic tạo nên, trong đó có sử gia Sergio Luzzatto, ông Lambonaca đã bác bỏ bằng cách kể lại trải nghiệm của chính mình. Vào năm 2011, trong lúc đau buồn vì vợ sảy thai, hai vợ chồng ông đã tiếp xúc với một chiếc khăn tay dính máu của cha thánh Pio. Họ ngửi thấy một mùi hoa hồng đồng nàn thường xuất hiện trên các thánh tích và òa khóc nức nở. Không lâu sau đó, ông Lambonaca và vợ đã có tin vui. Chủ tịch Quỹ Thánh Pio cùng người quê với vị thánh cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa, và có lẽ cả thánh nhân
đã trao sứ mệnh cho mình. Trong khi những nhóm khác nỗ lực bảo tồn di sản của Chappio bằng cách tiếp tục duy trì những bệnh viện và giáo xứ mà ngài đã xây dựng và làm cho nổi tiếng, ông La Monaca muốn mang cha thánh đến đại đồng công chúng. Tôi cảm thấy mình cần phải mang trải nghiệm riêng chia sẻ cho những người khác, ông nói. Mỗi tổ chức đều gắng sức quảng bá di sản của Chappio, trong khi việc đưa các thánh tích đến nhiều nơi trên đất Mỹ là điều chưa từng được thực hiện trước đó. Theo linh đàng Báo Công giáo và Dân tộc. Phát hiện nơi thánh Gioan Tẩy Giả bị hành hình. Các nhà khảo cổ học cho rằng đã xác định được địa điểm thánh Gioan Tẩy Giả bị phán tội tử hình vào khoảng năm 29 sau Công nguyên. Kinh Thánh và Sử gia Do Thái gốc La Mã và La Pius Josephus 37-100 đều ghi chép sự kiện của vua Herode Antipas, con của vua Herode, đã ra lệnh xử tử thánh Gioan Tẩy Giả vào khoảng năm 29. Ông Josephus đã ghi rõ vụ xử tử diễn ra ở Macherus, một cung điện pháo đài gần biệt chết, tại nơi ngày nay thuộc Jordan. Theo sử gia, vua Herode Antipas lo sợ tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của thánh Gioan Tẩy Giả nên quyết định giết chết ngài. Trong đó, Kinh Thánh ghi lại thánh nhân đã chết chỉ vì một vũ điệu. Theo Kinh Thánh, vua Herode Antipas đem lòng yêu vợ của em trai là bà Herodias nên bỏ vợ và dụ dỗ Herodias bỏ chồng. Thánh Gioan Tẩy Giả đã công khai phản đối cuộc hôn nhân sai trái này. Tại buổi tiệc sinh nhật của vị vua, con gái của Herodias là Salome đã hiến vũ cho Herode Antipas. Vô cùng hài lòng trước vũ điệu đó, vị vua hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Salome. Dưới sự xúi dục của Herodias, người con đòi nhà vua ban thuộc cấp của thánh Gioan Tẩy Giả. Herode Antipas đã hoàn thành lời hứa của mình. Khoảng sân chết chóc. Một nhóm khảo cổ đã khai quật được một mảnh sân ở Macherus, được cho nhiều khả năng là nơi Salome đã thực hiện vũ điệu chết người và cũng là nơi vua Herode Antipas ra lệnh xử trảm thánh Gioan Tẩy Giả. Theo ông Jojo Voros, giám đốc dự án khai quật và khảo sát Macherus tại biệt chết, ông đã ghi lại kết quả trong quyển sách. Tạm dịch, khảo cổ đất thánh ở cả hai phía, các bài khảo luận cổ tôn vinh xuất bản năm 2020. Các bản luận khảo cổ tôn vinh Eugenio Aleta xuất bản năm 2020. Chuyên gia Voros cho hay, nơi này có một cái hốc hình bán quyệt, có lẽ phần còn lại của ngai vàng khi xưa vua Herode Antipas. Sau khi vua Herode qua đời, các con của ông chia nhỏ vương quốc để trị vì, và Herode Antipas cai quản lãnh thổ bao gồm Galilee và một phần của Jordan ngày nay. Có những giai đoạn ông ta trị vì vương triều của mình từ Macherus. Các nhà khảo cổ đã phát hiện mảnh sân vào năm 1980, nhưng họ chưa hề nhận ra cái hốc hình bán nguyệt có điểm tương đồng với ngai vàng của vua Herode Antipas cho đến gần đây. Sự hiện diện của chiếc ngai gần mảnh sân càng củng cố giả thuyết về nơi chứng kiến vụ hành quyết sự kia, theo tác giả Voros. Đội ngũ khảo cổ đã tái tạo mảnh vườn và công bố một số hình ảnh liên quan trong quyển sách để độc giả có thể hình dung về quang cảnh và thời điểm thánh Gioan Tẩy Giả bị hành hình. Phản ứng của các học giả. Trang Lai Censor tiến hành trao đổi với ít nhất 6 học giả không liên can đến dự khảo cổ ở Macherus về tuyên bố cho rằng đã tìm ra mảnh sân từng chứng kiến cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả gần 2.000 năm trước. Một số học giả được thuyết phục bởi những lập luận của nhóm nghiên cứu, trong khi những người còn lại tỏ ra hoài nghi. Tôi cho rằng có lẽ cuộc khai quật này đã giúp phơi bày chiếc ánh sáng giản diễn của Salome. Theo giáo sư Morten Jensen, trường thần học Na Uy, tác giả quyển Herode Antipas ở Galilee xuất bản năm 2010. Trong khi đó,
dù hoan nghênh khám phá của đội ngũ do ông Vidot đứng đầu. Giáo sư Jody Manette, chuyên nghiên cứu tôn giáo của Đại học Bắc Carolina, Mỹ, lại đặt nghi vấn về việc họ có thể tìm ra ngai vàng của Herod Antipas. Chẳng hạn, cái hốc hình bán nguyệt được tìm thấy ở Mancharut dường như nhỏ hơn nhiều so với ngai vàng của vua Herod tại cung điện mùa đông ở Jericho. Ngoài ra, tàn tích ở Mancharut có điểm tương đồng với hai cái hốc ở cung điện pháo đài Upper Herodium của vua Herod, nhưng chúng chưa bao giờ được xem là phần còn lại của ngai vàng. Về phần mình, giáo sư Eric Meze cũng nghiêng về giả thuyết ngai vàng của Herod Antipas đã tìm được và thúc giục các bên liên quan hãy tiếp tục khai quật khu vực để tìm kiếm thêm các bằng chứng cụ thể hơn. Theo Linh Lang, báo Công giáo và Dân tộc,